Hi hey, mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái món mực ống nhồi nấm kim châm nha Mình mua tầm 5 con mực ống size lớn nha mọi người Và người ta cũng làm sạch sẵn cho mình rồi nè Nấm thì mình mua tầm 4 cây như vậy nha Phần mực sau khi mình rửa sạch mình sẽ cứ khứa như vậy rồi mình đem đi hấp tầm 5 phút thôi Mọi người lưu ý là mình đừng có khứa sâu quá nha Để lúc nó hấp mà nó tét ra hết là không có ngon đâu Mình cho thêm tí gừng cho nó thơm nha Phần nấm mình cắt ra là mình bỏ phần đuôi và rửa sạch Phần sốt thì mình chuẩn bị sẵn để một tí mình nấu luôn Trong đây có hạt nêm, đường, ớt bột Hàn Quốc, nước tương Hàn Quốc và ba muỗng tương ớt Hàn Quốc nha Rồi mình trộn đều lên nè. Phần mực hấp sau khi chín mình lấy ra mình để nguội một tí xíu rồi bắt đầu mình nhồi nấm kim châm vào như vậy luôn. bạn nào sổ rớt thì mình ghim tâm vô him. Bây giờ mình qua phần nấu sốt nha. Thêm dầu với tỏi cho thơm nè, rồi mình cho cái sốt đó vào, mình cho tầm một chén nước lọc. Sau khi cho sốt vào mình hòa tan hết như vậy. Xo so lên một tí rồi mình cho mực vào nha rồi mình cứ đảo đều, đảo đều cho nó hấm vào mực cũng như là nấm kim châm. Để lửa nhỏ cho nó lưu riu 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 như vậy. nè. Để cái phần nấm kim châm nó chín luôn nha mọi người. xong Rồi mình dọn ra dĩa. Nhưng mà trước khi ăn cái món cây này thì mình sẽ ăn trước một cây thịt sẽ không bị chuối nè. Bị đau bao tử nè, ở chua, ở hơi, giảm stress tăng đề kháng trị mất đặc ngủ đặc biệt là bạn nào thường xuyên hất khuya cũng như ăn đồ cây nóng giống như mình thì nên có một hộp hành ngày xong vị chuối như vậy ở nhà ớt cho vào tủ lạnh để ăn ngon hơn nha còn bây giờ mình mời mọi người ăn mực nấm kim châm với mình nè bạn nào mà không ăn cay được nhiều thì mình giảm cái lượng ớt lại cái món này hôm bữa cũng một bạn yêu cầu mình làm và đây cũng là lần đầu tiên mình làm cái món này mà công nhận ăn ngon ghê á mọi người Mực thì mềm nhưng mà ăn nó sực sực nó không có bị dai Mực thì cực kỳ ngọt luôn nha và cái loại mực ống mà mình mua nó vừa to mà cái thịt nó vừa dày nữa nên ăn nó rất là ngon và mình nghĩ một mình mình có thể ăn hết ba ba à, con mực này nha là hơn một ký á mọi người tại vì nó ngon quá trời và luôn hồi nãy mình cũng quên là cho thêm cái ớt tươi vào cho nó cay hơn nữa tại vì cái sốt này cũng chưa quá cay mình thì thích ăn cái loại mà vừa cay vừa nóng nó đã lắm mọi người và mọi người đừng quên là cái hình ảnh phong vị chuối mình ăn á là trẻ em từ 2 tuổi đã ăn được rồi nè phụ huynh và người lớn tuổi ăn được luôn tại vì nó sẽ giúp ngủ ngon hơn giúp cho mình tăng đề kháng nè chị ở chua ở hơi giảm chát rất là hay luôn mỗi ngày mình chỉ cần ăn một cái thịt ngà sao phong vị chuối là ok rồi nè còn bạn nào mà từng ăn cái món mực nhồi nấm kim châm này thì comment cho mình biết với nha mình cũng luôn đầu tiên làm á là không biết có đúng chưa nhưng mà ăn thì thấy ngon nha